Cyan màu 6. Rồi giờ anh cùng xem. Bây giờ thì nó bắt đầu đổi màu rồi. 98 lấy màu 6. Anh em đang comment là kèo này win 5-1. Ok. Và giờ anh cùng xem máy 98 nhà. Toàn rừng là 3 cánh rừng cạnh nhà. Đây là bãi bắt đầu cho em. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quả đầu khả năng cao là 7 cây à. Và bây giờ phải ken cái em một kia mới biết là phải 7 hay không. Rồi nói chung là một bãi quả đầu và những cái rừng gần nhà rất là ok cho ông chủ 98 rồi. Đây là bàn máy của ông chủ chim sẻ. Và quả đầu có vẻ đang ở hơi xa trong trận thiếu này. Trận thiếu đô thứ hai chúng ta để thua một trận trong một kèo đấu chạm năm rất là dài hơi. Hết sức bình tĩnh. Và một kèo đấu chạm năm hết sức dài hơi. Và anh chiến tướng trận này quả 7. Nhìn qua thế nhà của đôi bạn tôi thấy rất gì và này nọ. Nói chung là game thủ tiểu chính ngư khả năng là đi là rất cao rồi. Còn game thủ chiến tướng thì chúng ta phải chờ. Và bầy hiêu 5 con, một con voi dành cho game thủ chim sẻ nháng. Bây giờ bầy hiêu đã đưa về trong trận đấu này. Chúng ta sẽ phải cố gắng trong trận đấu thứ hai. Và đặc biệt trận này chúng ta phải theo dõi màn máy game thủ 98. Bắt buộc chúng ta sẽ phải theo dõi màn máy game thủ 98. Vâng, sẽ xem sau. Trận đầu chúng ta có một trận đấu và 13-05. Và trận này phải theo dõi U98 để cho anh em biết rằng đây là lý do vì sao mà game thủ U98 xấu, chứ không phải là một những trường hợp đánh lỗi, những tình huống câu voi chết dân, những tình huống này nó ép đời fail đi U98 nhưng không. Đây là những bài đấu mà U98 đang không đổ ăn. Ở trận đấu này U98 đã chủ động đưa hai nông dân đi đò ngay thời đầu rồi. Có một con voi. Rồi thôi. Đấy, các bạn hiểu rồi đấy. Và cuộc sống mà đi đò thêm vào nữa. Chưa thấy thêm đồ gì đưa về. Ở đây rồi. Có voi, có voi. Một voi dành cho game thủ U98. Một bầy hiêu đầu. Và chết mất một dần dành cho game thủ U98. Rồi chúng ta có lẽ là bỏ qua em trai thôi. Chứ thế này thì nghe khê quá. Vâng, cậu trẻ năm nay 16, bầy hiêu 4 voi. Nói chung là đủ rồi, đối thủ chim sẻ nháng rồi. S đầu chuẩn bị được thiết kế cho đối thủ chim sẻ. Chúng ta cứ bình tĩnh thôi. Cụ đi chân lạnh toát rồi. Và một chiếc S đầu. Và cơ cấu câu nốt voi về thôi. Quan trọng là quả phụ nằm ở đâu để đối thủ chim sẻ nháng. Vâng, loại trực tiếp lâu áo luôn trong mùa ngày hôm nay. Chạm năm, không có vòng bảng. Không có vòng bảng ở trong giải đấu này. Chúng ta đang thi đấu đến vòng thi đấu tứ kết rồi. Vượt qua vòng này vào bán kết, vượt qua bán kết vào chung kết thế thôi. Và chung kết diễn ra vào lúc 20 giờ. Chấm hết. Bài đấu sẽ 4 voi. Quả phụ, hiệu phụ, ca kiểu. Rồi tờ của tôi đang muốn câu 3 voi nhưng không thành công để đối thủ chim sẻ nháng. Và câu từng con một thôi. Vẫn còn quả phụ bên ngoài, nhà hai thủ rất là xa nhau. Khi mà nhà hai thủ xa nhau như thế này thì nhà đối thủ sẽ rất là gần nhau. Các bạn cứ để ý theo dõi nhiều trận đấu thì bạn sẽ rút ra những kinh nghiệm như vậy. Con voi thứ hai được đối thủ chim sẻ nháng đưa về với nhà chế cho mình. Bài 98 chúng ta có lẽ không nên xem. 98 đi rồi ông giáo ạ. À. Con voi thứ hai sẽ đưa về. Và chuẩn bị sẽ câu đôi voi, tờ này là auto để câu đôi voi. Không câu đôi voi là không chấp nhận được. Và ai thì có thể câu một voi, chứ riêng sẻ không câu đôi voi tên này là không chấp nhận được. Và sẽ là một tình huống câu đôi voi cho sẻ chắc chắn. Và câu đôi voi về thôi. Và chạy ra chỗ nắng làm gì, ra nắng chơi cho nó mát à. Cạn lời đấy. Và ok, câu đôi voi đến cái thủ chim sẻ. Chúng ta biết trước điều này rồi. Và nếu như anh em nào hỏi thì các bạn có thể mở phần mô tả video live stream. Và tên giải đấu, nội dung thi đấu, và thể thức thi đấu. Và loại trực tiếp lốc à luôn, chạm nằm. Thôi, ăn tại BS cho nó mát. Và quay đầu về đúng BS em nhá. Đừng có đứng ở đâu cả. Và cứ từ từ. Và nào, không đi quá xa, đứng im. Đứng im. Đứng im chưa? Và chắc là đứng im rồi. Ăn được con voi này thì đủ chim sẻ. Và một bài là mà sẻ đánh 26 dân ở trong trận đấu này. Được cầm cung đấu IC BA BM thiết kế và chắc nhà được đủ chim sẻ. 4 voi quả phụ hiêu đầu và hiêu phụ. Soi timeline.
Vâng, lên đời cần với thủ Tiểu Thủy Ngư. Cái bên kia thì chiến tướng với 98 cân theo nhau. Hôm mai mà tôi nhìn thấy thủ vũ chiến tướng đã, xin lỗi, thủ chiến tướng đang có 27 hiệu, 37 hiệu. Và bài chiến tướng sẽ kích đời ở 14x. Bài chiến tướng kích đời 14x. Và như vậy là bài chiến tướng cũng sẽ là một bài lên đời được, chứ không phải bài lên đời quá muộn với thủ chiến tướng. Nhưng chiến tướng ở cái bên kia còn sẽ thương đấu với Tiểu Thủy Ngư, chắc chắn là như vậy. Bài Tiểu Thủy Ngư và chim chảy nắng lên đời là ngang theo nhau. Và chúng ta hãy cùng xem game thủ chim chảy nắng sẽ khắc chế game thủ Tiểu Thủy Ngư là như thế nào. Và xin cảm ơn anh Ngô Giáp đã gửi tặng game thủ chim chảy nắng 500 sao, cảm ơn anh rất nhiều. Hiện tại thì sẽ cũng cảm ơn anh và thay mặt sẻ thì em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khán giả của các bạn đã tặng sao cũng như là like, share, comment ủng hộ cho cặp đôi chim chảy nắng 98. Cảm ơn mọi người. 27/28 lên cho thủ chim sẻ. Vâng, một bài mà sẻ chưa đối đầu với Tiểu Thủy Ngư. Vấn đề rằng là tôi đang lo sợ game thủ Tiểu Thủy Ngư và game thủ chiến tướng nhận thấy rằng U98 lên đời muộn sẽ có những tình huống tạt sớm sang nhà game thủ chim sẻ nhắn. 98 sẽ nhận được 100 thịt của game thủ chim sẻ. Vấn đề của chúng ta sẽ là công thủ như thế nào ở trong trận đấu này mà thôi. Em biết là 98 10 kích 2 rồi. Và bài 98 10 kích 2 ngay từ đầu đã bảo là không xem máy 98 rồi. Vâng, 27/32 dành cho thủ chim sẻ song chân và tăng Nga đều thôi. Vâng, đây trong trận đấu này thì em sẽ nói nhà của thủ Tiểu Thủy Ngư thôi. Từ trận đấu sau thì em sẽ không tiết lộ bài vở của các đội đến từ Trần Lan hay 669 nữa. Vâng, tiếp tục đổi đồ, bài này sẽ được 4A rồi. 4A. Không thể 5A bài này được vì bơm cho sẻ 200 thịt mà lấy được 5A thì tôi gọi ông này là bố. Vâng. Đấy, 4A bây giờ còn không đủ này. Và bơm cho đồng đội 200 thực mà các bạn đánh 5A với bài 26 tấn cộng 1 kích 14x thì tôi gọi ông này là bố chứ không gọi bằng sẻ nữa. Vâng, đánh chơi đức kinh quá. Bây giờ sóc 4A còn khó chứ nói gì sóc 5A. Tham lề rồi. Vâng, Thunder đầu tiên đã có và đẩy luôn. Ôi giời ơi. Nếu như tìm thấy bãi quả phụ này thì chết rồi. Và 98 đi rồi. Và Tiểu Thủy Ngư đang có một tên bắn thẳng vào nhà BA đi dâng dành cho nguyên thủ 98. Timeline là 25, bánh xe thì không có, hỏng tôi rồi. Và em tôi đi rồi. Tham lại 44 dành cho game thủ chim sẻ lao vào nhà Tiểu Thủy Ngư một tên. Vâng, 44/52 dành cho thủ chim chảy nắng đang muốn lao vào nhà của thủ Tiểu Thủy Ngư một tên. Và đây là quái gỗ thì cho anh ấy có hai tân quân dành cho sẻ. Nhưng Tiểu Thủy Ngư đã có kinh nghiệm bất kể ở đây rồi. Tham lại của sẻ chỉ là 50 thôi, chiến tướng còn chưa xuất hiện trên bản đồ này, đó mới là vấn đề của chúng ta. Thêm ba cái ruộng nữa dành cho thủ chim sẻ, nhưng đây là một trận đấu rất khó. Và tuyên bố vẫn là một trận đấu rất khó cho đội của GTV. Căng. Bài đấu 10 kích 2 dành cho game thủ U98 thì làm sao mà cân được. Rất khó cho cặp đôi chim chảy nắng U98. Thế trận này là 98 sẽ bị đánh chết luôn. Và một bên sẻ cân đôi. Đây là game thủ U98 tham gia 24 đi rồi. Và bây giờ thì tham gia trẻ là 60 đang thang nhà BA thứ 5 và đang muốn lao vào nhà Tiểu Thủy Ngư nhưng không được, bởi vì sẽ biết chắc rằng lượng quân của Tiểu Thủy Ngư không hề kém so với quân của sẻ. Và chưa kể là còn một chiến tướng đang to như cái cột, như cái bát loa đang ngồi rình sẵn sàng sẻ lao vào để sang cứu. Hỏng rồi. Tham gia là 58 nên game thủ chim sẻ cố gắng thôi. Khả năng chúng ta buông trận đấu này là rất cao. Sẻ chắc chắn là vẫn sẽ níu kéo thôi, nhưng níu kéo được bao lâu đó là vấn đề của chúng ta. Vâng, 5 BA để thủ chim sẻ. Bây giờ đội bạn nhẹ nhàng rơi tầm 10 BA. Chắc chắn tầm này là hai nhà bên phía đối phương sẽ rơi tầm ít nhất là 10 BA. Bởi vì đây là thời điểm mà các bạn đã phải tăng Nga rồi. Vâng, 12 giờ bị đánh, 12 giờ bị đánh. Thôi sao rồi. Chiến tướng thụng vào tên này thì đau quá. Đi đúng vào cái tên điểm yếu của thủ chim sẻ. Vâng, đâm từ mặt 1 giờ vào nhà sẻ là cái điểm yếu nhất. Đó là một tên điểm huyệt của chiến tướng vào nhà cái thủ chim sẻ nhàng. Tham lai là 70, đứng thủ không thể đi công. Ngư chỉ mất một vài nông dân thôi mà chưa mất nhiều cung gờ. 98 không có sát thương.
Vâng, tôi đang nhìn bản đồ con của đối thủ chiến trẻ để xem là chiến tướng, xin lỗi là game thủ giữa tiểu vĩ có lao lên không. Timeline đang là 74/88 dành cho game thủ chiến trẻ đáng. Vâng, kia ở giữa bản đồ, giữa bản đồ. Vâng, thấy rồi. Tiểu Thủy Ngư sẽ mình dự đoán sẽ rơi vào tầm 1 phút nữa sẽ có mặt tại nhà trẻ. 1 phút nữa Tiểu Thủy Ngư sẽ có mặt tại nhà của chim trẻ nhàng để có thể kết hợp và đấm chết game thủ chim trẻ nhàng luôn. Vâng, 30 giây thì chiến tướng đang ở đây rồi và Tiểu Thủy Ngư đến luôn. Vâng, không đến 1 phút thì Tiểu Thủy Ngư đến với hai kích cung R của mình. Vậy rồi. Vâng, tham lại là 82 của thủ chim trẻ. Vâng, đây là những con cung gờ của màu tám game thủ chiến tướng lao vào. Tiểu Thủy Ngư cũng đã bắt đầu lao vào rồi. Và mặt 12 giờ cũng bị đấm, tỷ số là 2-0 đến cho một đội của Tiểu Thủy Ngư đánh chiến tướng ở trong vòng tứ kết của giải đấu AOE Esports đây. Nội dung 2-2 cung gờ AC thua 2-0 đến cho đội bạn. Chúng anh cũng chờ đợi đến với trận đấu thứ 3 ngay sau đây thôi. Và một kèo BO9 và chúng ta đang thua trước hai trận rất sâu. Và chúng anh cũng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo. Một bài đấu chỉ 8 giờ Nga và nhà Ngư Ca nhưng bị Ngư Ca bắn chết dần đi ra Nga luôn. Và sau đó thì bị đốt VA 98 không sát thương trong hai trận đấu đầu tiên. Hai trận đấu đầu tiên 98 không có sát thương. Bài đấu quá xấu thì ngủ 98. Khoai. Vâng, cần phải có những tên thoát đế chế vào lại dành cho cặp đôi của GTV. Thế này thì có ổn. 98 đen quá. 98 quá đen. Và đây cũng chờ đợi đến với trận đấu thứ 3 ngay sau đây thôi. Tỷ số hiện tại đang là 2-0 nhưng về cặp đôi của Tiểu Thủy Ngư và thủ chiến tướng